Loại thuốc nội tiết nào thì là tốt nhất cho phụ nữ? Mà câu trả lời của bác sĩ Hoa vẫn chỉ là tùy theo cái độ tuổi, tùy theo các triệu chứng và tùy theo là mọi người có bệnh lý gì khác kèm theo hay không. Mọi người luôn luôn hỏi trong đầu là loại nào thì tốt nhất trong những trường hợp mình bị suy giảm nội tiết tố. Nhưng mọi người biết thế nào là suy giảm nội tiết tố? Khi mà mọi người có cái việc mà cái buồng trứng của mọi người tiết ra estrogen nó giảm hơn so với cái lúc cái thời kỳ đỉnh cao của mọi người, là cái bắt đầu mình bước vào giai đoạn suy giảm nội tiết tố rồi. Đến cái giai đoạn nó suy giảm tiết tố một cách mạnh mẽ nhất là giai đoạn tiền mãn kinh, thì đấy được gọi là giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Nhưng ngay sau khoảng tầm 30 tuổi là mọi người đã bắt đầu có suy giảm nội tiết tố rồi. Những lúc như thế này, suy giảm có nghĩa là chúng ta chỉ giảm tiết estrogen thôi, nó làm cho cơ thể của chúng ta thiếu nhẹ estrogen. Và cái trong cái khoảng thời gian đấy thì không nhất thiết mọi người sẽ phải bổ sung nội tiết tố một cách mạnh mẽ vào làm gì cả. Lúc đấy buồng trứng còn rất là tốt, buồng trứng còn có thể tự tiết ra estrogen. Nhưng sau 30 tuổi thì cái hệ tiêu hóa rồi cái khả năng hấp thu rồi các nguyên liệu của chúng ta rất hay bị thiếu, bởi vì cái buồng trứng của chúng ta ấy nó làm việc không giống như lúc đầu nữa thôi. Thì lúc này chúng ta nếu có muốn bổ sung ấy thì mọi người chỉ nên bổ sung những cái loại mà nó không hướng năng tuyến, có nghĩa là chúng ta chỉ bổ sung cái nguyên liệu để cho cái buồng trứng của chúng ta nó tổng hợp, giống như chúng ta cung cấp gạch để cho các ông thợ xây xây lên một bức tường, chứ chúng ta không lập tức xây hộ cái bức tường đấy làm cho cái buồng trứng của chúng ta nó phụ thuộc vào cái nội tiết đấy. Thì cái gì mà nó là hàng thật thì nó sẽ tốt hơn là hàng fake, đúng không? Mình mà bổ sung trực tiếp một cái vào thì cái nội tiết đấy nó không phải là do cơ thể của chúng ta tiết ra, nó sẽ không tốt bằng cái buồng trứng của chúng ta tự tiết ra. Mà bây giờ chúng ta làm hộ rồi thì tội gì cái buồng trứng nó phải tiết nữa, nó cứ nằm nó đợi là ở bên ngoài bổ sung vào, nó không hại gì cả. Nhưng cái bổ sung cái nội tiết từ bên ngoài vào như thế nó sẽ không tốt bằng cái nội tiết mà buồng trứng của mình nó tự thân vận động nó tiết ra. Nên lời khuyên lúc này là mọi người sẽ phải nắm được đúng chính xác là khi nào thì mình đang có sự suy giảm nội tiết tố cần can thiệp bởi những nội tiết mạnh, còn khi nào chúng ta chỉ bổ sung cái nguyên liệu thôi. Và cái này phải cần có cái sự tham khảo của các bác sĩ. Ở bên Nhật ấy, kể cả là thực phẩm chức năng nhé, nhưng riêng nội tiết là sẽ được xếp vào cái thực phẩm chức năng có mức độ mà cái mức độ cao nhất, có nghĩa là sẽ phải cần có những dược sĩ đại học kê thì mọi người mới được dùng, chứ không được bán tràn lan giống như ở Việt Nam hiện tại đâu. Ở Việt Nam hiện tại là bất kỳ ai cũng có thể kê được cái nội tiết cho mọi người, nhưng cái đấy là không nên, bởi vì cái nội tiết nó giống như con dao hai lưỡi á. Nếu kê đúng thì nó sẽ làm cho da dẻ của mọi người hồng hào đẹp đẽ, có thể tương đối là giảm nám hay là làm cho cái việc mà nước nôi nó nhiều hơn, là giảm khô, tăng nhu cầu rồi bảo vệ xương khớp rồi tim mạch. Nhưng nếu như mà kê sai thì có thể làm cho buồng trứng của mọi người phụ thuộc vào, hoặc là nếu như mà kê nhẹ quá thì trong những nó không thể giải quyết được. Đến cái lúc mà mọi người bị tiền mãn kinh ấy, nó bốc hỏa ngùn ngụt lên rồi làm cho mọi người không ngủ được, rồi là làm cho mọi người rất là khô, là rát rồi, và nó giảm không còn một tí dung nhu cầu nào nữa. Nên mà để an toàn mà các bác sĩ kê cái loại nhẹ quá ấy, thì lúc đấy bệnh nhân không thể giải quyết được cái vấn đề gì, chỉ tốn tiền bệnh nhân và bệnh nhân bị mất cái chất lượng cuộc sống. Nên cái này mọi người cần tham khảo của ý kiến của các bác sĩ nhá. Trong trường hợp nhẹ thì mình bổ sung nguyên liệu giống như kiểu là dầu hoa anh thảo này, tinh dầu hoa liu li này, chiết xuất cam ngọt này, cái hạt maca chẳng hạn. Còn nếu khi mà đã mọi người đã giảm mạnh mẽ rồi thì chúng ta có lúc đấy các bác sĩ sẽ phải xem xét đến những cái nội tiết hướng năng tuyến giống như là mầm đậu nành, black cohort hoặc là sâm tố nữ, tùy vào từng trường hợp.